74. Phẩm vô tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh, thì vì thấy những nghĩa gì mà các đại Bồ Tát muốn làm lợi ích an lạc hữu tình, cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo: Thiện hiện, do tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, nên các đại Bồ Tát muốn làm lợi ích an lạc hữu tình. Vì sao? Vì các loài hữu tình có đủ đoạn kiến, thường kiến, trụ nơi có sở đắc, khó có thể điều phục, ngu si điên đảo, khó có thể giải thoát. Thiện hiện nên biết, người trụ nơi có sở đắc, do tưởng có sở đắc, nên không chứng đắc, không hiện quán, cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu người có sở đắc, không chứng đắc, không hiện quán, cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì người không có sở đắc, có chứng đắc, có hiện quán và có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Phật bảo: Thiện hiện, nếu không có sở đắc thì tức là chứng đắc, tức là hiện quán, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì nó không phá hoại pháp giới tướng. Thiện hiện nên biết, nếu có người ở trong pháp vô sở đắc này muốn có sở đắc, muốn được hiện quán, muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì nên biết người ấy muốn phá hoại pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu người có sở đắc, không chứng đắc, không hiện quán, cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, còn không sở đắc thì tức là chứng đắc, tức là hiện quán, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thì ở trong vô sở đắc, không có chứng đắc, không hiện quán, không có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các đại Bồ Tát làm sao có được sơ địa cho đến thập địa, làm sao có được vô sanh pháp nhẫn, làm sao có được quả báo thần thông, làm sao có được quả báo của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, làm sao an trụ vào quả báo của sanh pháp, thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, cúng dường các phẩm vật vi diệu cho các đức Phật, đạt được căn lành cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà quả báo vẫn chưa hết, lần lượt cho đến sau khi nhập niết bàn, xá lợi của Phật và các đệ tử vẫn được cung kính cúng dường mọi thứ. Như vậy thế lực thiện căn mới cùng tận. Phật bảo: Thiện hiện, do tất cả pháp vô sở đắc nên các đại Bồ Tát có được sơ địa cho đến thập địa. Chính vì lẽ ấy nên có được vô sanh pháp nhẫn. Chính vì lẽ ấy nên có được quả báo của thần thông. Chính vì lẽ ấy nên có được quả báo của việc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Chính vì lẽ ấy nên được an trụ vào quả báo của sanh pháp, thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, cung kính cúng dường các phẩm vật vi diệu cho các vị Phật, thu được căn lành cho đến khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà quả báo vẫn chưa hết, lần lượt cho đến sau khi nhập niết bàn, xá lợi của Phật và các đệ tử vẫn được cung kính cúng dường. Như vậy thế lực thiện căn mới cùng tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu tất cả pháp đều vô sở đắc thì bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và các thần thông có gì sai khác? Phật bảo: Thiện hiện, pháp vô sở đắc là sáu ba la mật đa như bố thí và các thần thông đều không khác nhau, nhưng vì muốn giúp cho người có sở đắc kia lìa bỏ các sự đắm nhiễm, ta mới phương tiện giảng nói sáu ba la mật đa như bố thí và các thần thông có tướng sai khác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Vì lý do gì mà người không có sở đắc nói sáu pháp ba la mật đa như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và các thần thông không có sai khác? Phật bảo: Thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát không trụ vào việc bố thí, không trụ vào người thí, không trụ vào người nhận, không trụ vào nơi thí, không trụ vào quả báo của việc bố thí để thực hành bố thí, không trụ vào tịnh giới mà hộ trì tịnh giới, không trụ vào an nhẫn mà tu an nhẫn, không trụ vào tinh tấn mà siêng năng tinh tấn, không trụ vào tịnh lự
mà nhập vào tịnh lự, không trụ vào bát nhã mà sanh bát nhã.